Cái bóng mới quay lại hơn, em đẹp trai hơn rồi đó. Đẹp trai thì phải để cho các chị hoặc các em khen, chứ anh Đàm Vĩnh Hưng khen thì nó không có giá trị lắm. Còn về đẹp trai thì ok rồi, đẹp trai, chỉ còn thiếu một tí chiều cao giống anh ấy thôi. Chị ơi, chị nói hơi động chạm ạ. Không, tại vì cái đấy chị cũng thiếu mà. Không, ý là không phải chúng ta mà có hai anh ngồi đây này. Bởi vì là có thể trong bốn người này ấy, có một người sắp nói rằng là mình là người thiên về rock này, về rock storm này, thế nọ, thế khác, thế kia. Tôi cũng giống như chị Mỹ Linh, muốn dùng một chữ tiếng Anh, em rất là cute à. Thì ra bây giờ tôi biết rằng là chị Hồng Nhung chính là nữ hoàng chiêu trò. Một câu thôi, một bắn xạ con đại bàng liền. Anh này anh toàn chiêu trò nên anh nhìn đâu cũng thấy trò chiêu. Trời, cái cảm giác mà chiến thắng nó đã gì đâu. Đó. Ví dụ mình chiến thắng các huấn luyện viên á, đã một thôi mà thắng mấy người mà chạy theo á, 10 lần. Đặt kêu tên người ta ghen người kia. Ô nhưng mà chiến thắng này nó quá là khởi đầu. Bởi vì thắng sớm ấy thì vớ vẩn, có khi lại thua sau. Chưa chắc. Hãy đón xem. Người ta phải ăn nhau vào lúc cuối ngày, đường dài mới biết ngựa hay. Đúng rồi. Anh đi từ mùa trước đến giờ anh đâu có giải gì đâu. Tức là những cái nốt mà hát giọng giọng giả thanh của em thì em nó chưa đủ. Tức là về với chị là đúng nhưng mà chị lại không bấm. Không, em đang bình luận mà đấy, và đang giải thích là lý do vì sao mà em không bấm. Tại sao mà anh cứ phải cạnh khóe em như thế nhở? Đấy, đấy, đấy. Bắt tay các anh chị làm này. Thấy không? Đấy, bài học đầu tiên là phải giáo dục cho em nó về lễ phép. Tiên học lễ, hậu học hát. Okay. Trông rất khỏe mạnh và giọng cũng rất khỏe. Thì bảo nó đưa tờ khám sức khỏe cho mà xem. Thế chị thế nào? Em biết không, em làm việc với chồng của các chị đấy hoặc là bạn của các chị đấy không bao giờ nó rất nhiều vấn đề tế nhị. Đây em làm việc với em. Nếu mà em làm việc với chị Mỹ Linh thì em có thể có cái vấn đề như anh Trung nói là scandal với ví dụ như là anh Quân, còn thì sẽ có một chị Mỹ Linh ghen. Còn nếu em làm việc với anh Quốc Trung mà scandal xảy ra có thể có 15 chị một lúc ghen. Thế thì riêng đối với chị chả có cái scandal gì hết. Chúng ta sẽ sửa lại sau được. Tại sao anh lại quyết định là chúng ta luôn? Hình như là Hồng Nhung quay lại trước Đàm Vĩnh Hưng thì phải. Quốc Trung quay lại đầu tiên. Chưa chắc là Quốc Trung nhìn sang tay Hồng Nhung rồi vội vàng bấm trước. Trung định bấm thì thấy Hồng Nhung mon men, Quốc Trung bấm luôn. Khi mà em nói là when I say I love you thì chị tưởng là nói với chị. Em về đội chị Hồng Nhung, chị dạy cho tập yoga, bụng bé lại. Em không thể là một người nhạc công tìm đến một người nhạc công khác, mà em là người nhạc công mà phải tìm đến một giáo viên thanh nhạc. Người ấy là hay. Chị, tôi nói cho em biết rằng là xét quá trình một thời gian khá dài mà nhạc sĩ Anh Quân vẫn chưa hát hay. Anh Quân trước khi lấy Mỹ Linh hát rất hay, khi lấy Mỹ Linh không hát được nữa. Suy nghĩ từ ở nhà rồi, quyết định từ ở nhà rồi, về đội Quốc Trung. Đó là về đội chị Mỹ Linh. Trời ơi, lớn tuổi rồi, chưa nói được nên là ức lắm. Thua tôi có một tuổi thôi, đừng đem chuyện tuổi ra đây mà dọa nhau. Có điều mệt quá ở cái chỗ là lúc tôi được mời đến đây ấy thì là đến để tuyển thí sinh. Bây giờ tự nhiên đến đây toàn thí sinh tuyển mình thì mệt quá. Em sẽ chọn người cuối cùng bấm em. Anh Trung. Tại vì trong đây là anh Trung đẹp trai nhất. Vậy là hiểu rồi ha.
Xinh đẹp, hát hay mà sao có cái nhìn kỳ quá. Chúc mừng em. Coi lại đi nha, vậy mà đẹp trai nhất cái gì. Giọng hát của em thực sự đã thuyết phục chị. Mà chị không phải là một người dễ tính. Chị rất là thích phần biểu diễn vừa rồi của em. À, lúc nào cũng khoe khó tính, không biết để làm gì cơ chứ. Nhạc sĩ là phải về với nhạc sĩ. Làm việc với nhau nó mới dễ.